Hôm nay mình giới thiệu cho anh em một cái mẫu micro mà có thể hát được trên xe hơi. Đấy, các bác hay đi xe hơi nhưng mà chỉ để nghe nhạc thôi. Nhưng cái mẫu mic này nó có thể hát được trên xe hơi. Đấy là mic MX7. Hôm nay em test ở đây là trên một con Santa Fe. Hay là các bác nào mà những cái bác nào mà có màn hình ô tô này này. Đấy, nhưng mà các bác với điều kiện là các bác phải có cổng out đây. Như con xe Santa Fe này thì nó đang có cổng out ở đây. Đây nó cổng in out, out là lấy nhạc. Còn đa phần bây giờ là đời mới thì không có cổng out thì các bác phải lật cái màn hình này ra. Lật cái màn hình này ra xong là các bác chế cho em một cái cổng 3.5 này vào, có nghĩa là mình phải cắm được nhạc này vào. Đây thì trong cái bộ mic này nó sẽ có một cái mic này và một cái đầu thu như thế này. Cái lối thì cực kỳ đơn giản thôi. Cái này nó hát được cả loa câm luôn nhá. Loa Marshall hay là loa JBL để hàng hãng nó đều hát được hết. Đây cho các bác xem. Bây giờ nhé, việc đầu tiên nhá là các bác nhá. Đây cái đầu thu của nó này. Các bác cắm vào đầu, in là vào, out là ra. Out thì mình lấy đầu nhạc ra này. Đầu nhạc ra này mình sẽ cắm vào cái đầu out này của ô tô. Ô tô nào cũng được, màn hình ấy, cứ ô tô có chữ cổng out vào là mình cắm in out vào này. Thứ hai là cái đầu USB này này. Đây con này là model đây. USB BX7 mình cắm thẳng trực tiếp vào đây, USB con xe này hoặc cái xe khác cũng được, mình cắm vào đây. Tùy từng các bác nhé. Đấy. Khi mà em cắm vào như này, đấy nó sẽ điện sáng như này này. Đấy, các bác nhìn thấy đèn sáng không? Đấy, đèn sáng trong ô tô. Đấy, em sẽ quay cho các bác nhìn thấy đây. Trực cận cảnh đây nó quay đây. Đấy, được chưa? Được rồi, bây giờ mình sẽ alo các bác nghe thử nhá. Alo. 6, 7, ở đây nó có âm lượng mic này. Đây cái này nó có âm lượng mic luôn. Alo, 1, 2, 3, 4. Đấy, bây giờ mình có thể vừa hát karaoke được, vừa đi chơi được. Đây là một cái điều không thể trên một chiếc xe hơi. Đấy, bây giờ mình sẽ kết nối thử Bluetooth. Đây, Bluetooth cho anh em mình nghe. Đây, con này có Bluetooth. Đây, bây giờ mình sẽ kết nối Bluetooth. Đây, đây anh em nghe thấy không? Đây là trong không gian mà mình đang hát thật tiên lãng. Đấy, hút thuốc Lào, Nghệ An. Bây giờ mình sẽ lê. Các bạn nghe tiếng mic không? Đây, bây giờ mình sẽ hát thử bài nhá. Bây giờ đang là mùa đông, đây là mùa đông không lạnh. Đây, đây. Thì mic nghe rất là sáng luôn quý vị ạ. Đấy, ok. Đấy, các bạn nghe thấy tiếng nhạc không? Nghe rất là đượm tai, nhẹ nhàng luôn. Đấy, cái lối này cực kỳ đơn giản rồi quý vị nhá. Một đầu thu mình cắm vào ô tô và một bình thư mình có hát được rồi. Đấy, bây giờ mà đi Vũng Tàu hay đi Nha Trang thì ngồi hát đời nó có phải sướng không quý vị? Đây, quý vị nghe này, đây. Ô tô rất hiện đại luôn. Anh gặp em giữa trời đông, buốt giá mắt ta nhìn từ đã quen từ lâu. Em cười tươi như mặt trời cuối đông, nụ cười đó làm sao anh quên. Ta cách xa muôn trùng mây, từng dòng thư gửi kèm lời nhớ thương. Không xa lạnh, ngày gặp em sương đêm rơi. Đấy, quý vị thấy không? Nếu quý vị thấy thích karaoke, nhưng mà với điều kiện ô tô phải có cổng 3.5 nha anh em thích, thì là bên dưới mình sẽ hướng dẫn lắp đặt các bạn luôn. Ok không các bác? Trả qua.